Lôi NCM DC Quetui. Nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Hôm nay mình đi dạo do chiều cũng gần tối rồi. Gặp được đám nấm keo à. Đây nó hay mọc bụi, đây là một, đây thường nó ra cứ chùm 3-4 chân như này. Nam chùm là 3-4 chân đấy. Ở đây làm lầm lầm vậy. Được không? Nó làm một chùm vậy. Năm nay ai đánh quen á, vừa nấu ăn luôn khỏi cần luộc. Còn ai mà ăn đánh không được á là thì phải luộc, bỏ sơ bột nước cho nó bớt đánh rồi ăn. Xào với lòng bò hay nấu cái gì cũng rất là ngon. Đây nè, mọc đám đám vậy. Mình bị bành kiếm hết rồi, mình nhổ sao nè. Đây nè, đây nè. Đó, mình bành kiếm, mình quay xong rồi. Xíu mình quay lại mình lái xem. Nghĩ ngoài giặt chưa thấy có mà đem đi vào trong nữa thôi. Tụi nó có là nó lú lên. Đây. Đây, đám nữa. Bành rồi hết, xíu mình lấy xem. Đó, nó mọc rồi, đầy rồi. Mọc đám đám rồi. Mình nhổ anh gom lại, xíu mình lái sau luôn ha. Đây nè. Đây nè. Đây là mới lên, cho nên nó lên mà. Cũng may mình nhổ, nó bự, trái nó bự lắm, có trái nó bự bự vậy nè. Đây nè, xém dặm nó luôn, nó mới đậu ở dưới lá keo là nó chưa khỏi lá keo á, không thấy được. Bỏ lại đóng. Mình nhổ hết cái đám này thì cũng đầy một bị đen nữa. Đây nè. Thưa một cây. Đây nè đây mọi người, đây. Một đám đám vậy á. Đấy, ăn gọn. Đây đang lên nữa nè.
Mấy cái búp đó ngon lắm nè. Đây là mới lú. Cái đó khổ mai hái là được ngon. Răm trong đám keo lên mũi nó. Chết dữ quá. Nhạc đây sao không thấy. Trong này sẽ không thấy mặt nè. Đến quay lại cái giặc tên này thử. Giặc ngồi này. Em mới lên chắc ở đây em chưa lên đi dạo mà không thấy đâu. Đây, đây được trộm. Dạt nào nó lên nhiều ấy. Đúng là như cái nấm nhìn thấy nó úp núc dễ thương cơ. Mất mũi này. Chích chiếu quá. Lắc kêu nó ấy nấm nó tạo ra cái chất men à. Trứng trứng đấy mà người thấy cũng đang là mấy cái chân là đỡ mai mốt này lên nữa nấm nữa. Dạt là nó có là nó mọc nhiều lắm mà nó không có rồi mình đi kiếm xa nó không có. Mùa này bắt đầu là nó đã mọc rồi, mọc đến mùa mưa giữa tháng 8. Cuối nay là cuối tháng 8 rồi nhá. Bắt đầu vào mùa mưa là nó mọc nhiều lắm. Mình thì ăn tươi với nhiều vùng mà nó người ta nhổ và người ta làm khô người ta để dành ăn. Mũi muốn chích chứ quá. Quay không được. Tay chích cổ chích đến giờ mũi nó ra sao sao mà cứ toàn tiếng mũi không à. O o.
Cái đây mình đỡ dành cho nó lớn. Nó khốm khốm chùm chùm. Người thấy không? Đây nữa. Mình hái mấy cái lớn này còn mấy cái nhỏ. Mai là mình hái được nữa. Thôi mình dừng video ở đây, mình đi kiếm mình hái xíu rồi mình gom lại mình quay cho mọi người xem tiếp nha. Muỗi nó cắn nhiều quá.